Trong cái video này đó, chị mình sẽ hướng dẫn từng ly từng tí làm thế nào mà quý anh chị có thể wire cái số tiền từ Bank America đến Coinbase, và tiền của quý anh chị sẽ vào trong cái ngày để vào trong Coinbase để mình có thể trading được nha quý anh chị nha. Thì đây là video hướng dẫn chi tiết step by step từ A cho đến Z làm thế nào để mình wire tiền từ Bank America tới trong cái tài khoản Coinbase cho quý anh chị luôn, từ A cho đến Z step by step. Thì trong video này chị mình sẽ chia ra ba công đoạn. Công đoạn thứ nhất đó là chị mình sẽ nói cho quý anh chị biết được cái quyền lợi của cái phần wire transfer là như thế nào, để quý anh chị biết được là tại sao mình cần phải wire transfer. Điều số 2, chị mình sẽ hướng dẫn làm sao để mình lấy thông tin từ trong Coinbase account, cái tài khoản của mình như thế nào, để mình lấy thông tin đó và mình vô trong Bank America như thế nào để mình transfer từ Bank America qua tới cái phần Coinbase. Điều số 3 đó là chị mình sẽ vào trong luôn trong Bank America và chị mình sẽ chuyển tiền luôn để cho quý anh chị thấy được từng ly từng tí, nếu mình muốn lên online banking trong Bank America thì mình sẽ làm như thế nào để mình chuyển cái số tiền đó vào trong Coinbase account của mình, hoặc là mình lấy thông tin từ Coinbase đó mình ra tới nhà băng mình chuyển cái phần wire transfer như thế nào nha quý chị nha. Thì cái điều đầu tiên đó quý chị lưu ý đó, wire transfer và tại sao mình cần phải wire transfer, thì quý chị cứ nhớ là wire transfer là tiền nó vào trong ngày. Nếu mà quý chị direct ACH, tức là quý chị connect cái nhà băng của quý chị đó, thì gần như đó là cái tiền của quý chị nạp vào nó rất là nhanh, nhưng mà cái khổ nổi đó là nó phải đợi 5 cho đến 7 ngày thì tiền của quý chị mới có thể clear và quý chị có thể gửi qua những cái sàn khác. Một trong những cái problem lớn nhất á của nhiều người là họ connect cái nhà băng của họ, họ ACH, họ có thể mua những cái đồng coin trong Coinbase, nhưng mà khổ nổi cái là ví dụ như là chị mày ơi, sao mình nạp tiền vào sau đó mình gửi tiền đi không được, tại vì quý anh chị là ACH, là quý anh chị connect tiền thôi, thì nó phải đợi vài ngày để nhà băng của quý anh chị clear. Cho nên với những người nào mà thật sự muốn chuyển tiền vào trong Coinbase ngay trong ngày và cần phải gửi đi liền luôn đó, không cần phải chờ đợi 5 đến 7 ngày, thì quý anh chị có thể dùng wire transfer. Thì cái điểm lợi thế của wire transfer chị mình sẽ nói chậm lần này nè. Cái điểm lợi thế lớn nhất của wire transfer đó, đó là tiền nó vào trong ngày và nó clear luôn trong ngày, và quý anh chị có thể gửi cái tiền đó qua cái sàn MEXC hay là những cái sàn khác, và mình có thể trading trong ngày luôn nha quý anh chị, để mình nắm bắt được cái cơ hội khi những cái đồng coin giá nó còn đang thấp. Còn cái phần mà ACH direct đó là nó có thể chuyển tiền vào trong Coinbase của quý anh chị, nhưng mà khổ nổi đó là quý anh chị phải đầu tư những cái đồng coin đó trong cái phần Coinbase, quý anh chị không thể nào chuyển tiền đi qua những cái sàn khác được nha quý anh chị nha. Rồi thì bây giờ đó, cái wire transfer nó sẽ tốn bao tiền? Nó sẽ tốn là khoảng chừng 25 cho đến 30 đô. Cái nhà băng Bank America hay là những nhà băng khác thường thường nó chạc mình từ 20 cho đến 30 đồng. Ví dụ như là khi mà Coinbase nó nhận được một số tiền, thí dụ như là 5.000, 10.000 hay thậm chí 20.000 đó, hay là nhiều hơn, thì Coinbase sẽ chặn số tiền là 10 đô la nha quý anh chị nha. Ok, 25 đô la trong nhà băng của mình, sau đó 10 đô la của thằng Coinbase. Cái lợi thế của cái thằng wire transfer đó là tiền nó vào trong ngày. Thí dụ quý anh chị muốn gửi một số tiền to lớn, tại sao mà người ta lại wire transfer? Thứ nhất, điểm lợi thế là tiền vào trong ngày. Số 2 là họ gửi một số tiền lớn. Cho nên ví dụ như là quý anh chị gửi một số tiền nhỏ như là 5.000, 3.000 đó, thì chị mình nghĩ là mình ACH thì nó sẽ tốt hơn, tại vì nó sẽ không tốn phí và số tiền nhỏ. Còn đối với những anh chị em nào mà muốn một số tiền lớn hơn, hay là muốn số tiền của mình, ví dụ như là một số tiền lớn 10.000, 20.000 hay là thậm chí 50.000 hay là một số tiền ít cũng được vào trong ngày, thì mình wire transfer như quý anh chị. Thì cái lợi thế của wire transfer là mình có thể gửi tiền đi, có nghĩa là tiền nó vào trong Coinbase và mình có thể gửi tiền đi ngay lập tức qua cái sàn MEXC để mình có thể trading trong ngày luôn, mình không cần phải chờ đợi nha quý chị nha. Cho nên đối với những anh chị em nào mà chờ đợi trong thời gian vừa qua, tại vì quý anh chị không có wire tiền vào trong cái phần Coinbase nha quý anh chị. Rồi. Thì bây giờ đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào Jimmy để anh chị có thể lấy được thông tin của Coinbase ở đâu để mình biết để có thể wire. Thì bây giờ Jimmy sẽ show cho quý anh chị nè. Thì quý anh chị đầu tiên đó là một đó là quý anh chị có thể vào trong cái phần Coinbase trong đây. Nha quý anh chị nha. Và quý anh chị nhớ đó là quý anh chị có thể vào trong cái phần gọi là buy and sell. Và quý anh chị click vào dưới đây là lấy thông tin wire transfer nè. Ngay chỗ này quý anh chị thấy không? Wire transfer. Thì đây là thông tin của quý anh chị ở đây. Thì nó có tên nè, recipient name nè, là Coinbase INC, địa chỉ nè, account number nè, routing number, nhà băng là gì, đúng không? Thì đây là thông tin của wire transfer của quý anh chị. Và cái quan trọng ở đây là quý anh chị phải biết được cái tên của mình là cái gì. Tại vì khi mà mình wire transfer đó là cái tên của ở đây nó phải match exactly với cái nhà băng online của quý anh chị, nếu không nó sẽ không work nha quý anh chị nha. Lưu ý thí dụ như là tên của quý anh chị, giả sử như là Jimmy Trần, nhưng mà con của quý anh chị tên là ví dụ như là Jimmy Nguyễn đi, thì nó sẽ không work. Cho nên quý anh chị phải gửi từ nhà băng của quý anh chị sang cái Coinbase này và tên nó phải trùng hợp chung với nhau thì nó sẽ work nha. Thì Jimmy recommend là những anh chị em nằm mới wire đó thì test thử gửi 100 đô coi nó wire hay không nha. Ok, và nếu quý anh chị gửi có lộn đi nữa đi thì nhà băng của quý anh chị nó cũng sẽ gửi lại cho quý anh chị để không mất tiền. Cho nên mình nhớ test out lần đầu tiên nha. Rồi, nhưng mà nếu quý anh chị có cái tên giống nhau đó thì không thành vấn đề. Ok, thì bây giờ Jimmy sẽ show cho quý anh chị. Bây giờ cái next step đó là Jimmy ơi, bây giờ là mình đã biết lấy cái thông tin trong cái phần desktop ở đâu rồi, nhưng khổ nổi là mình dùng mobile, mình không biết cái thông tin nó nằm ở đâu. Thì bây giờ Jimmy sẽ show cho quý anh chị luôn cái mobile thì nó nằm ở đâu nha quý anh chị nha. Thì bây giờ đó quý anh chị có thể vào trong đây, và sau đó quý anh chị vào trong phần Coinbase nè ha, vô Coinbase. Jimmy show cho quý anh chị. Quý anh chị click ở trên tay trái đó, nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là chính cái dấu đó, đó. Ok, và quý anh chị bấm chữ gọi là add cash nha. Rồi thì quý anh chị chọn là United States dollar nha quý anh chị nha. Rồi thì quý anh chị sẽ thấy được cái điều gì đây. Rồi thì bây giờ đó quý anh chị có thể vào trong cái section của Coinbase đúng không, thì vào trong đây
thì mình tìm cái địa chỉ wire là như thế nào nè. Click trên ba cái dấu trên cái chừng phần quý anh chị click chín cái dấu trên đây nè, 1 2 3 4 5 chín cái dot trên đây. Sau đó quý anh chị bấm chữ gọi là add cat và quý anh chị chọn United States dollar nha. Đó thì bây giờ nó sẽ hiện ra cái phần chỗ này, quý anh chị chọn bên tay phải gần cái phần gọi là limit đó. Rồi thì quý anh chị chọn là add payment method. Quý anh chị thấy không? Wire transfer thì quý anh chị chọn wire transfer. Thì đây là thông tin của quý anh chị nè. Quý anh chị nhớ nha, là mình phải screenshot đó. Quý anh chị nhớ screenshot nha, xếp nó xuống. Ok, xếp thông tin này xuống. Ok, rất là quan trọng. Nha quý anh chị nha. Là mình screenshot nó xuống. Thì đây là những cái thông tin mà quý anh chị biết tiếng Anh đó, quý anh chị có thể đọc nè. Đó. Thì đây là những thông tin mà nó đã gửi vào email cho quý anh chị, và quý anh chị nhớ là recipient tên là Coinbase nè, recipient address nè, account number nè. Thì đây là những thông tin mình phải fill vào. Rồi thì quý anh chị đã nhớ rồi đúng không? Thì bây giờ đó, quý anh chị lưu những thông tin này xuống, và đây là những thông tin mình cần thiết phải vào trong nhà băng online của Bank America của mình để mình sang cái phần wire hay là đi ra nhà băng mình đưa cho họ. Thì bây giờ Jimmy sẽ vào trong phần Bank America nha. Thì bây giờ quý anh chị thấy nè, là khi mà mình log in vào trong Bank America thì cái điều kế tiếp mình cần phải làm đó quý anh chị, đó là quý anh chị click vào trong pay and transfer. Thì khi mà quý anh chị click vào trong cái phần gọi là pay and transfer đó, thì quý anh chị sẽ thấy được là transfer nè. Quý anh chị sẽ thấy được cái điều gì quý anh chị? Là Zelle, PayBill và Wire. Thì mỗi cái nhà băng nó có những cái giao diện khác nhau, thì quý anh chị chỉ cần tìm cái phần gọi là Wire nha quý anh chị nha. Wire. Thì quý anh chị click vào trong đây, nhớ nha, chọn tìm cái phần Wire. Nếu nhà băng của quý anh chị không có cái Wire thì quý anh chị phải gọi vô nhà băng hay đi ra nhà băng, make sure nó turn on cái feature Wire cho quý anh chị. Và thường thường đó quý anh chị, đôi khi trong cái mobile của quý anh chị đó là trong cái phone đó, quý anh chị sẽ không thấy cái phần wire transfer đâu nha. Mình phải log in vô trong cái desktop thì mình mới thấy được, hay là cái laptop. Thì cái phần wire transfer đó, click vào pay and transfer, sau đó bấm chữ gọi là wire chỗ này. Còn nếu mà mình không biết á, đi ra nhà băng trả tiền cho nó $25 cho đến $30 nó làm cho mình là xong liền à. Ok, còn mình biết á, mình vào trong đây bấm chữ gọi là pay and transfer nè, đúng không? Trong Chase thì chị mình có một cái video chị mình sẽ nói riêng đó. Thì, nhưng mà thường thường nhà băng nào nó giống nhau hết á, chọn cái phần pay and transfer, chọn wire ACH nè. Ok, thì bây giờ mình đợi chút nha. Thì cái phần mà kế tiếp đó quý anh chị, đó là quý anh chị phải bấm chữ gọi là add account recipient, là mình phải bỏ thông tin của cái người mà quý anh chị muốn gửi tiền tới là ai, như là Coinbase đúng không? Thì quý anh chị bấm vào trong đây add account recipient. Rồi, thì khi nó sẽ hiện ra cái phần này đó quý anh chị, thì quý anh chị sẽ chọn gì? Trong đây nói là what type of account, thì mình chọn ở đây là domestic nha quý anh chị nha, domestic. Coinbase là domestic. What type of account thì đây là my personal account at another bank, my personal account như thế nào? Thì cái này đó quý anh chị, là quý anh chị chọn là a business account, my or someone at another bank, only transfer to. Thì quý anh chị chọn cái này. Tại vì cái này mình gửi tới Coinbase đúng không? Nha quý anh chị nha, vào chỗ này. Ok. Và quý anh chị điền thông tin gì đây? Thì thông tin á là cái này. Quý anh chị click vào thông tin là cái này nè. Đây là thông tin, quý anh chị thấy không? Ok. Thì quý anh chị lưu những thông tin này xuống dưới hay là mình copy xuống dưới nha. Rồi. Thì bây giờ chị mình thử nha. Thì cái business name là gì đây? Để chị mình gõ vào luôn. Business name. Rồi thì chị mình sẽ bỏ là Coinbase nè. INC. Ok. Cái nickname quý anh chị bỏ cái nào cũng được, cái này nó không quan trọng cho mấy. Cái này là mình viết xuống để mình nhớ thôi. Ví dụ cái này là Coinbase nè. Coinbase thôi. Cái địa chỉ của Coinbase là gì? Là 100. Đúng không? Thì quý chị có thể coi nè địa chỉ nè. Đúng không? Ok, 100 Pan Street, Suite 1 mấy. Thì bây giờ mình để trong đây. 100 Suite 1250. City là San Francisco đúng không quý chị? San Francisco nè. Quý chị có thể copy. Đó, copy chỗ này qua cũng được. San Francisco. State của nó là cái gì? State là California nha quý chị nha. Ok. Và zip code là gì? Zip code là 94111 nè, quý anh chị có thể coi nè, đúng không? Zip code nè, 94111, ok. Và ở đây cái routing number là gì? Ở đây, đây là routing number. Đó, mình copy, hay là mình gõ vào. Đó, thì chỉ việc copy. Routing number 02121489 nè, ok. Bây giờ mình bỏ cái account number vào. Thì khi mà quý anh chị bỏ đúng cái routing number thì nó hiện ra là Cross River Bank. Thì cái này là nhà băng của thằng Coinbase. Account number nè, mình gõ vào. Thì đây mọi người có một cái account number kia đúng không? Thì quý anh chị gõ vào 0614907. Thì quý anh chị nhớ nè, account number nè 325-1106 đúng không? 14907. Ok. 325 rồi thì mình điền vào tiếp tục 325-1106-14907. Đó. Select type. Thì cái phần này là business checking nha quý anh chị nha. Thì cái phần này đó quý anh chị, là quý anh chị điền cái thông tin gì ở đây? Thì ở đây là chị mình sẽ điền luôn cho mọi người thấy nè. Thì ở đây đó là quý anh chị có thể để là Coinbase account of. Cái này á là mình luôn luôn mình để cái chữ gọi là Coinbase account of, tên của mình là gì đây? Quý anh chị nhớ nha. Ok. Là tên của quý anh chị, thí dụ như là Coinbase account của tên của quý anh chị là gì? Nốt xuống. Quý anh chị nhớ nha. Ok. Rồi thì Jimmy bỏ ngay chỗ này là Coinbase account of Jimmy. Thì cái điểm quan trọng đây đó là quý anh chị phải nhớ là mình phải bỏ cái nốt ở trong đây. Ok.
Và quý anh chị phải nhớ là gửi từ cái account chính của quý anh chị nha, là cái nhà băng này, Bank America này, cái tên nó phải trùng với cái tên của Coinbase. Ví dụ như là đây là Coinbase là Jimmy Trần đúng không? Thì cái account này của Jimmy đó, Bank America này của Jimmy là phải là Jimmy Trần thì nó match, nếu không nó sẽ không work nha quý chị nha. Nhớ phần này. Phần số 2 nó nói nè, cho nên quý chị nhớ là account Coinbase account của tên gì đây? First and last name của mình. Nhớ nha. Ok. Hoặc là tên gì đúng trùng hợp của mình luôn. Đúng với tên luôn nha. Verify your identity nè. To add the account, we need to verify your identity to secure transfer. Thì quý chị bấm ngay chỗ này. Ok. Thì nó sẽ tag cho quý chị đúng không? Là cái số phone. Quý chị nhớ nha, số phone tag cho quý chị nè. Nó sẽ tag qua để nó confirm thì bên Jimmy quý chị send code. Thấy không? Thì nó sẽ gửi qua cái phone của Jimmy nha quý chị nha. Rồi. Nó sẽ gửi qua cái phone của Jimmy. Thì quý chị thấy nè, thì Jimmy show cho quý chị nè. Quý chị thấy không? Nó gửi qua cái phone cho Jimmy nè. Là cái code là 294 đúng không? 294224. Thì mình trở lại phần này. 294224 nha quý chị nha. Rồi mình submit. Quý chị thấy không? Sau đó đó quý chị bấm chữ gọi là add account. Là xong, là mình đợi nó chút. Thì quý chị thấy không? Là nếu mà quý chị đã add các account vô rồi đó thì nó sẽ nói là we were unable to process your request. The account you enter already has been added to your online profile. Là Jimmy đã add thằng Coinbase vào rồi. Cho nên nó không work. Nhưng mà đối với quý chị đó, nó sẽ work tại vì quý chị chưa bao giờ add vào. Quý chị nhớ nha. Ok. Cho nên nếu mà quý chị add trùng á, thì nó sẽ không work. Thì bây giờ quý chị coi nè. Manage account recipient. Click lên chỗ này. Thì tự nhiên đó, quý chị thấy không? Là Jimmy đã có rồi nè. Quý chị thấy không? Là Jimmy đã add xong rồi. Thì quý chị có thể bấm chữ edit coi nè. Là Jimmy đã làm xong hết rồi. Thấy không? Coinbase nè, đầy đủ hết nè. Thấy chưa? Ok. Thì Jimmy đã làm xong rồi. Thì khi mà quý chị add xong hết tất cả mọi thứ rồi đó quý chị, thì trên thực tế nó không có khó gì đâu quý chị. Thì quý chị có thể trở lại thôi, bấm chữ gọi là wire ACH nè. Khi mà mình bỏ thông tin vô rồi đó, thì quý chị đã có cái tên của người đó vô rồi thì quý chị chọn nè. Thí dụ như là mình gửi từ nhà băng nào, đúng không? Thì thí dụ như là Jimmy chọn nè, là mình gửi từ cái nhà băng này. Đúng không? Sau đó mình gửi tới thằng Coinbase nè. Thấy không? Gửi tới Coinbase. Mình nhớ mình chọn thằng Coinbase nha, cái địa chỉ mà mình vừa mới bỏ xong đó, Coinbase. Và sau đó quý chị thấy nè, là nó hỏi là nếu mà mình gửi 3 business day đó thì không tốn phí nè. Thì cái phần này là cái phần gọi là ACH transfer nha quý chị nha. Cái này là nó không tốn phí nè. Còn ví dụ như là the next day business day là cũng không tốn phí luôn, tại vì á cái ACH nó không tốn phí nha quý chị nha. Thì cái phần này sau này chị mình sẽ dạy cho quý chị là cái ACH là cái gì. ACH là giống như là chuyển khoản vậy đó. ACH nó giống như chuyển khoản. Còn cái wire transfer là cái này. Nhưng mà quý chị hiện tại ngay bây giờ đó là quý chị không phải gửi là cái phần ACH nha. Cái này là wire transfer thì quý chị phải chọn cái này. Nhớ nha, phải chọn cái này. Phần cuối cùng đó là same day wire transfer. Quý chị chọn này là sai liền nha, ok. Nhớ phải chọn này nè. Wire transfer. Còn chuyển khoản thì Jimmy sẽ có một cái video chỉ cách chuyển khoản riêng cho quý chị nha. Ok. Cái wire transfer là mình có thể gửi một số tiền, ví dụ như là hơn 25.000, 50.000 cũng được nữa. Nhưng mà cái ACH nó cho quý chị gửi khoảng chừng 10.000, 20.000 hay thậm chí 25.000 thôi nha quý chị nha. Ok. Rồi thì sau đó là quý chị bỏ cái tiền, ví dụ như là quý chị muốn gửi 1.000 đô thì bỏ 1.000 đô vào trong đây. Muốn gửi 5.000 đô thì bỏ 5.000 đô vào trong đây nha quý chị nha. Ok. Thí dụ như là Jimmy muốn gửi khoảng chừng khách thử ha. Jimmy muốn gửi khoảng chừng 200 đô đi, thường á cái này Jimmy recommend gửi vài ngàn đô nha, ví dụ 200 đô. Thì Jimmy chọn ở đây. Thấy không? Là one time immediately, quý chị nhớ nha, mình chỉ gửi một lần thôi, nhớ chọn là one time immediately nha. Ok. Và cái này đó là mình sẽ để description chỗ này. Description chỗ này quan trọng vô cùng nha quý chị nha. Quý chị chỗ này đó là phải nhớ nha, bỏ cái tên của mình. Phải bỏ, nhớ bỏ tên của mình nha. Nếu quý chị không bỏ tên của mình á thì nó sẽ không có qua cái phần Coinbase đâu nha. Nhớ là phải bỏ first and last name của mình, hay là đúng y chang là cái tên của mình nằm trong đây. Quý chị nhớ nha. Ok. Đây là cái thông tin mà thằng Coinbase nó phải cần phải có nè. Bỏ tên của mình vào trong đây description. Ok. Và sau đó quý chị bấm chữ gọi là continue transfer nha quý chị. Ok. Bỏ tiền của mình vào trong này, continue transfer. Và nó chạc mình 30 đô nè, thấy không? Ok. Continue transfer. Và quý anh chị chỉ cần bấm á, là make transfer thôi. Là nó xong. Và khi mà Coinbase nó nhận được đó, là tất cả thông tin nó nhận được và nó nhận được cái này. Anh chị nhớ chưa? Bấm make transfer là xong liền. Nhưng mà bây giờ chị mình sẽ không bấm chữ make transfer nha. À, và một cái điểm lợi thế của thằng wire transfer này, dù quý anh chị gửi cái sai đi nữa đi, thì á, nó sẽ gửi tiền lại cho quý anh chị trong Bank America của anh chị hay là trong Chase của anh chị. Nhưng mà nó sẽ tốn quý anh chị 30 đô. Tại vì mỗi lần mình gửi wire thì nó tốn 30 đô. À, ví dụ Chase thì nó trả 25 đô nha quý anh chị nha. Nhớ phần này. Và bây giờ đó bấm chữ make transfer là xong. Nhưng mà Jimmy sẽ không make transfer tại vì cái này là cái demo. Rồi, Jimmy bấm chữ là make transfer là xong. Ok. Jimmy cancel phần này. Ok, thì đây là cái video mà Jimmy đã hướng dẫn chi tiết cụ thể cho quý anh chị làm thế nào để mình wire transfer cái số tiền của mình từ Bank America chi tiết cụ thể qua cái phần Coinbase để quý anh chị có thể trading trong ngày nha. Ok. Và quý anh chị có những câu hỏi gì mà chi tiết cụ thể không biết đó, thì quý anh chị có thể hỏi technical, nhưng mà đây là một cái video rất là chi tiết hướng dẫn cho quý anh chị. Và quý anh chị hãy nhớ đầu tư thông minh.